Bạn có tưởng tượng được không? Nếu mặt trời, ngôi sao duy nhất nuôi dưỡng toàn bộ sự sống trên trái đất, đột nhiên biến mất, cả hành tinh sẽ lập tức rơi vào một cơn ác mộng chưa từng có. Bóng tối vĩnh hằng, nhiệt độ giảm chóng mặt, đại dương đóng băng, bầu khí quyển bị xé toạc. Tất cả sẽ xảy ra nhanh hơn bạn nghĩ. Vậy cụ thể chuyện gì sẽ diễn ra? Hãy cùng tôi khám phá kịch bản kinh hoàng này trong video hôm nay. Chào mừng bạn đến với kênh Tò Mò Chưa, nơi những sự thật kỳ lạ, đáng sợ và bất ngờ nhất về vũ trụ, khoa học và cuộc sống luôn chờ đón bạn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng hình dung một kịch bản gần như không thể xảy ra. Mặt trời đột ngột biến mất và điều này sẽ tác động ra sao tới trái đất cũng như toàn bộ hệ mặt trời. Bạn sẽ biết vì sao mặt trời không chỉ là nguồn sáng mà còn là trái tim của hành tinh chúng ta và nếu nó biến mất, mọi thứ sẽ bị xóa sổ ra sao. Đừng rời mắt khỏi video bởi những gì bạn sắp nghe chắc chắn sẽ khiến bạn lạnh sống lưng. Trước hết, bạn cần hiểu, ánh sáng mặt trời mất khoảng 8 phút 20 giây để tới trái đất. Nghĩa là nếu mặt trời biến mất ngay lúc này, chúng ta vẫn sẽ thấy ánh sáng và cảm nhận hơi ấm thêm 8 phút nữa trước khi tất cả chìm vào bóng tối tuyệt đối. Cùng lúc đó, lực hấp dẫn của mặt trời, thứ đang giữ trái đất và các hành tinh khác trong quỹ đạo cũng biến mất. Khi đó, trái đất sẽ ngay lập tức rời khỏi quỹ đạo và lao vào không gian trên một đường thẳng vô định. Sau 8 phút định mệnh ấy, bóng tối vĩnh hằng bao trùm. Ban đêm sẽ không còn chỉ kéo dài vài tiếng mà kéo dài mãi mãi. Trời đen kịt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ các ngôi sao xa xôi và mặt trăng. Nhưng rồi mặt trăng cũng sẽ biến mất khỏi quỹ đạo vì nó chỉ quay quanh trái đất nhờ sự ổn định của lực hấp dẫn mặt trời. Sau vài ngày, nhiệt độ trung bình toàn cầu bắt đầu giảm mạnh, từ 15 độ C xuống 0 độ C, rồi âm 17 độ C. Sự quang hợp của thực vật ngừng lại gần như ngay lập tức, chuỗi thức ăn bị phá vỡ từ gốc. Con người vẫn có thể sống sót nếu ở trong nhà và có nguồn nhiệt, nhưng thế giới bên ngoài đã trở thành một vùng đất chết lạnh giá. Sau vài tuần, bề mặt đại dương bắt đầu đóng băng, bắt đầu từ các vùng gần cực. Những cơn gió lạnh thấu xương thổi khắp nơi, không còn ánh nắng để điều hòa khí hậu, thời tiết trở nên hỗn loạn, các cơn bão tuyết dữ dội tràn xuống khắp hành tinh. Sau một năm, nhiệt độ toàn cầu xuống khoảng âm 73 độ C, đại dương gần như bịt kín bởi băng dày, chỉ còn lớp nước lỏng sâu dưới hàng trăm mét băng, nơi một số sinh vật biển sâu vẫn có thể sống sót nhờ nguồn năng lượng địa nhiệt từ lòng đất. Khí quyển vẫn tồn tại, nhưng trở nên mỏng hơn và lạnh hơn rất nhiều. Nhưng bi kịch này không chỉ xảy ra với trái đất. Sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời cũng mất quỹ đạo và lao vào bóng tối lạnh lẽo. Các tiểu hành tinh, sao chổi bị thả trôi khắp nơi. Hệ mặt trời như chúng ta biết sẽ tan rã hoàn toàn. Liệu con người có thể sống sót? Trên lý thuyết, có nếu chúng ta kịp thời xây dựng những thành phố kín, được sưởi ấm bằng năng lượng hạt nhân hoặc địa nhiệt. Thực phẩm có thể trồng trong nhà kính nhân tạo bằng đèn LED, nước và không khí phải được tái chế hoàn toàn. Nhưng để duy trì nền văn minh toàn cầu như hiện nay, gần như bất khả thi. Hành tinh sẽ dần biến thành một quả cầu băng trôi dạt vô định trong không gian. Vậy, mặt trời có thể biến mất theo cách này không? Về mặt khoa học, khả năng gần như bằng không. Ngôi sao của chúng ta vẫn còn khoảng 5 tỷ năm trước khi nó chết đi, và ngay cả khi đó, nó sẽ biến thành một sao khổng lồ đỏ, chứ không biến mất ngay lập tức. Nhưng kịch bản giả định này cho thấy một sự thật đáng sợ, sự sống trên trái đất mong manh đến mức nào và chúng ta phụ thuộc vào mặt trời ra sao. Nếu bạn thấy video này thú vị, hãy ủng hộ Tò Mò Chưa bằng cách nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để nhiều người cùng biết. Đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ những khám phá kỳ bí và bất ngờ nhất về vũ trụ, khoa học và thế giới quanh ta.